quân đội Mỹ đang thử nghiệm sử dụng các máy bay vận tải để phóng nhiều mô hình tên lửa hành trình tàng hình tầm xa AGM-158 đặt trong thùng hàng. Theo những hình ảnh được công bố, các máy bay C-17A và EC-130G thả thùng chứa kim bệ phóng trên không cho hàng loạt mô hình tên lửa AGM-158. Mục đích chính của các thử nghiệm là thể hiện khả năng thả cụm bệ phóng từ khoang hàng SIA máy bay vận tải và kiểm tra khả năng tách rời của các quả đạn. Thực chất, đây là một phần trong dự án phát triển khái niệm Rapid Dragon, trong đó triển khai tên lửa hành trình từ máy bay vận tải nhờ các thùng hàng theo quy chuẩn, biến chúng thành kho vũ khí bay nhằm tăng cường năng lực tiến công cho quân đội Mỹ, nhất là trong xung đột với những cường quốc ngang hàng. Trang bị các bệ phóng tên lửa cho máy bay vận tải sẵn có là giải pháp rẻ tiền hơn nhiều so với biên chế thêm máy bay ném bom hoặc máy bay chiến đấu, khiến phương thức phóng tên lửa kiểu mới này rất hấp dẫn trong bối cảnh ngân sách eo hẹp.